Dạ vâng, kính thưa quý vị, kính thưa các bác chị và các bạn mến, sau một nữa thật quyết định cũng như các lời chúc dâu và chúc rể, tôi xin mời các cô, các bà, chúng tôi toàn thể cô dì các bác trở vào hàng ghế trong nhà.